Theo kết quả khảo sát về thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam của tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản JETRO, các doanh nghiệp Nhật Bản đã đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Phát biểu tại buổi họp báo công bố kết quả khảo sát về thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam, ông Kitanawa Hironobu, trưởng văn phòng đại diện tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản JETRO tại Hà Nội cho biết, hơn 60% doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam có kế hoạch mở rộng kinh doanh và tiếp tục coi Việt Nam là địa điểm đầu tư quan trọng. Theo ông, con số trên dựa vào kết quả khảo sát thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Nhật Bản tại châu Á và Thái Bình Dương trong năm 2017. Khảo sát của Zetro cũng cho thấy tỷ lệ doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư tại Việt Nam trả lời có lãi chiếm tới 65,1%, tăng 2,3 điểm phần trăm so với năm 2016. Tuy nhiên, có khoảng 9,6% doanh nghiệp Nhật Bản cho rằng vẫn gặp khó khăn trong các vấn đề liên quan tới giao tiếp và ngôn ngữ, hệ thống pháp luật chưa hoàn thiện, thủ tục hành chính còn phức tạp, vân vân.